hết hết cả nhà ơi. Thì bây giờ mình xin thanh lý hết ra ba cái sọt bọ này nha cả nhà. Đây là bọ của mẹ mình gửi qua, bây giờ mẹ mình cần thanh lý hết mấy cái phần này. Là tổng cộng là có 5 bé Abi cái, là trong đó có ba bé đang sinh sản, có một bà bầu nữa cả nhà, có một bà bầu nữa cái này cả nhà. Còn đây là 2, 4, 6 Abi đực, là có ba ông là đang trưởng thành nha cả nhà, và 2 cặp bọ diệt, thì tổng cộng là 8 ông đực và 7 bà cái, thì tổng cộng là 15 bé. Cả nhà bạn nào bắt hết á thì mình sẽ lấy 1 triệu nha cả nhà. 15 bé thanh lý 1 triệu. Trong đó có 7 bé cái và 8 bé đực. 7 bé cái này thì trong đó là có 5 bé cái đang sinh sản. 5 bé cái đang sinh sản nha cả nhà. Rồi bạn nào bắt hết thì nhà liên hệ mình nha. Zalo của mình là 0939422997. Mình có ship mọi nơi nha cả nhà. Mình có ship mọi nơi. Nhưng mà mình không có bao ship nha cả nhà. Cái lô này là mình không bao ship nha cả nhà. Tổng cộng 15 bé, 1 triệu, không bao ship.